Chào mừng tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Ở trên màn hình của quý vị và các bác thì em đang ghép một bộ combo, đó chính là một cặp loa Martin quý vị nha, một cặp loa Martin F12. Đó, một cặp loa full bass 30, một kèn, cộng thêm vào đó là một X7 đa xe acoustic. Đấy, một X7 đa xe acoustic vang liền công suất tích hợp giải mã. Đấy. Và cả bộ dàn này, khi quý vị và các bác chúng ta lấy cả bộ dàn này thì em sẽ tính cái cặp loa này giá là tròn 6 triệu các bác nhé. Giá là tròn 6 triệu thì 6 triệu cộng 7 triệu là 13 triệu. 13 triệu các bác mua combo bên em sẽ tặng kèm bộ micro không dây. Đấy, và quý vị và các bác chúng ta lấy lẻ mỗi cặp loa này các bác nhé. Các bác lấy lẻ mỗi cặp loa này thì bên em sẽ để cho các bác giá là 6 triệu rưỡi. Đấy, giá lấy lẻ là 6 triệu rưỡi. Còn khi các bác lấy cả bộ combo thì em sẽ để giá tròn 6 triệu quý vị nhé. Với cặp Martin F12 này thì em đã có giới thiệu ở trên kênh và em đã test chất âm cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe rồi. Đấy, thì ở trong bộ combo này thì bên em sẽ tặng kèm quý vị và các bác một bộ micro không dây. We want một bộ không dây Bose BS7725 mã, hoặc là quý vị và các bác chúng ta cũng có thể lựa chọn là We want VK999 để nó đồng bộ với lại chiếc X7 đa xe acoustic quý vị nhé. Đấy. Bên em sẽ tặng một trong hai bộ mic này. Đấy. Vâng. Một cặp loa bass 30, loa full hát karaoke siêu đỉnh luôn, và những bài hát remix hoặc là những bản nhạc, những lời ca tiếng hát remix. Đấy, hoặc là quý vị và các bác chúng ta nghe những bài hát mà yêu cầu độ nhanh mạnh chính xác cao, đó chính là những bản remix, thì nó quá là tuyệt vời luôn. Mà trong khi đó thì quý vị và các bác chúng ta cũng có thể chơi được cả với lại những dòng nhạc nhẹ bolero hay là những bản ballad bình thường. Đấy, thì quý vị và các bác chúng ta đều chơi rất là hay và đều chơi cực kỳ là phê luôn. Giá em đã báo rồi các bác nhé, em xin báo giá lại. Khi quý vị và các bác chúng ta lấy lẻ thì loa này em để các bác giá là 6 triệu rưỡi. Còn các bác lấy cả bộ dàn thì em tính cặp loa này 6 triệu thôi quý vị nhé, tính tròn là 6 triệu. Thì với chiếc X7 đa xe acoustic này thì là 13 triệu. 13 triệu em tặng kèm bộ micro không dây thì em đã kết nối vào đây. Và tay mic em đang cầm ở đây, một đầu thu hai tay mic. Đấy. Ninh 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 1267. Đây là tiếng mic của bộ micro không dây mà em tặng cho quý vị và các bác, cộng thêm với cặp loa Martin F12 quý vị nhé. Nick, em đang thử cái tiếng mic mà khi chưa có nhạc. Đấy, Nick. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. Nick, 1267. Tiếng mic rất là sáng. Đấy, tiếng mic sáng, trong trẻo, tròn vành, rõ chữ. Và tiếng bass thì cũng rất là ấm luôn các bác nhé. Đấy, tiếng bass rất là ấm luôn, nghe cực hay luôn các bác nhé. Bây giờ em sẽ hát test thử một bài karaoke nhạc remix. Đấy, nhạc remix yêu cầu độ nhanh mạnh chính xác cao các bác nhé. Em bật cái nhạc lên dùm anh đấy. Chế độ chống ngủ xin mic thì không phải bàn rồi các bạn nhé. Em đứng trước loa đây luôn rồi thì không có gì mà ngủ xin mic cả. Đấy. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương. Ôi là thế, đợi sớm không được bao. Ôi
em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời khi xa em rồi, anh biết yêu thương ai nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống được bao cực kỳ thê luôn các bạn ạ, hát tiếng nó rất là phát tiếng và rất là khóa. Đấy, rất là khóa luôn. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vời, 20 năm cuối là bao. Ơi là thế, đợi sớm không được bao. Ơi được bao năm sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời vì xa em rồi, anh biết yêu thương ai nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống được bao. Ơi lạ thế, đời sống không được bao. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời khi xa em rồi, anh biết yêu thương ai nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống được bao, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống được bao. Quý vị và các bác, vừa rồi thì em đã hát test thử bộ dàn karaoke này quý vị nhé. Bộ dàn karaoke này thì sẽ gồm có một cặp loa full, một cặp loa full Martin F12 cộng thêm một chiếc X7 đa sệ acoustic quý vị nhé. Một chiếc X7 đa sệ acoustic, bốn cửa ra. Đấy, bốn cửa ra và chúng ta sau này chúng ta có thể ghép và chúng ta nâng cấp thêm loa quý vị nhé. Chúng ta có thể ghép thêm loa lời hoặc là chúng ta có thể ghép thêm một cặp full nữa. Khi mà quý vị và các bác chúng ta thích chơi hai cặp full hay là chúng ta thích chơi một cặp full với lại một cặp 530 hay là một cặp 525 chẳng hạn, thì chúng ta đều ghép được vào chiếc X7 đa sệ acoustic này quý vị nhé. Đấy. Vâng, tổng giá trị của bộ dàn này là 13 triệu đồng đã tặng kèm bộ micro không dây. Nếu quý vị và các bác yêu mến và ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em thì quý vị và các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị ở trên tấm biển, hoặc các bác để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Còn quý vị và các bác lấy lẻ mỗi cặp loa này thì giá của nó là 6.500.000 đồng đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Đấy. Vâng, bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.